thì em sẽ có nhân viên đi từ bàn một cho anh chị mình quét mặt. Từ từ nhá, nhận diện mặt xíu. Đúng rồi. Rồi lên rồi. Do hiện tại bây giờ chỉ có bên tay phải em anh chị ạ, còn bên tay trái thì tôi chống anh chị lên. Thì tôi chuyển lên trên đây. Ngồi đi bạn. Xin chào. Có mạng chưa ta? Ai không uống rượu ngồi đây nhá, ai không uống rượu ngồi đây nhá. Xin chào cả nhà. Hôm nay hội Giáp Tý chúng em có ghé Hạ Long, đảo Tuần Châu, Hạ Long ghé thăm chị Vũ Hường. Xin chào. Xin chào mọi người, lại là mình đây. Mình cũng đại diện đảo Giáp Tý để livestream buổi gặp gỡ giao lưu giữa hội Giáp Tý và chị Vũ Hường, và ở tại đảo Tuần Châu đang trên du thuyền ạ. Mình sẽ đi cho các bạn tham khảo nhìn xung quanh. Đây là một buổi giao lưu giữa hội Giáp Tý, được chị Vũ Hà, chị Lê Vũ Hường đón tiếp rất nồng hậu. Đây. Mọi người xem xin hãy like và share giúp hội với ạ, để mà mình truyền tải thông điệp yêu thương và gắn kết với nhau. Đây là những thành viên của hội Giáp Tý. Chào tất cả, chào 14 người đang xem live. Xin mọi người xem hãy chia sẻ để nhiều người được xem và biết đến hội Lan Giáp Tý nhiều hơn ạ. Đây là những anh em Giáp Tý đã tới du thuyền để giao lưu với chị Vũ Hường ở Hạ Long. Đây thành viên ban quản trị Minh Thúy, và đây những bạn nữ, những bông hồng của hội Hoa Lan Giáp Tý. Xin chào Hoàng Phạm, xin chào 27 người đang xem live. Mọi người ơi, chia sẻ và like giúp mình để cho đến với nhiều người hơn mọi người ơi. Đây là những thành viên của hội Lan Giáp Tý. Hội đang ở Hạ Long, Tuần Châu. Đây mình nhìn sơ toàn cảnh của du thuyền. Còn một số hội nữa đang trên đường ra để giao lưu. Vâng ạ, đoàn mình đang ở Hạ Long mà, đang được chị Vũ Hường đón tiếp ạ. Đây chủ tịch Trương Tấn Lợi. Đây đang giao lưu. Đây anh Dũng Trang, em chào. Em đang live cho hội Lai Giáp Tý. Dạ, anh Dũng Trang chào mọi người. Xin cảm ơn anh Dũng Trang nhiều. 30 người đang xem mà. Xin cảm ơn Nguyễn Thủy ạ. Mọi người chờ xíu để xem buổi lễ. Đang sắp xếp và ổn định chỗ ngồi. Các bạn đang ổn định chỗ ngồi để buổi tiệc bắt đầu.
là buổi tiệc giao lưu của họ Giáp Tý và anh em của chị Vũ Hường. Mọi người ơi, xem và like, chia sẻ giúp mình với mọi người ơi. Một ngàn view xem mình sẽ đọc rap luôn nha mọi người. 1000 view. Đây mình đen va chứ không phải đen vâu. Nếu 1000 view mình sẽ lên nhảy và đọc rap luôn à. Hello, làm cho anh em đang xem live stream của bạn Tuấn Anh. Đây là câu hỏi Lan Giáp Tý đang cầm live stream của hội Lan Giáp Tý. Đây. Chào anh em, ngon. Đang xem live của bạn Giáp Tý. Vâng ạ. Thanh Khang ở Đồng Nai. Đây là các bạn Giáp Tý. Vâng. Rất hân hạnh. Chào đón các bạn. Được, chào các bạn đi. Chào tất cả các bạn nhé. Mình ở Bắc Giang. Đây là bạn anh, chào mọi người đi. Chào Thúy nha. Đây là em chào mọi người đi em. Đây là em của Trần Minh Thúy luôn nha. Đây, mình đang live trên fanpage của hội. Chào Trang Oát Chít nha. Còn đây thầy Hà chào mọi người, thầy Hà. Live stream của hội. Buffet mà mọi người tự lấy. Phải mừng chưa? Đi chứ.